12 đồng cái này. Đấy. Còn điện. Anh về trường nha. Vâng. Cho xem cái cây này kỹ tí bác nhá. Đẹp quá nhỉ. À đây. Ô, ô tô vừa quá. Bệ đẹp đấy, về làm sạch sẽ thì hay đấy các bạn. Rồi. 12 triệu. Tròn 12 triệu chú. Đẹp quá nhỉ. Rồi, xin chúc mừng. Để vào trong này. Để vào trong này xem có cây gì hay để. Đây cái này đẹp, cái này quay phim, quay phim đi. À đây. Cái này thì bao tiền? À, đấy. Con đấy thì bao nhiêu? 111 triệu. À lại rẻ hơn con kia. Đó cái giá nào to nhất các bạn. Cũng điền ông lấy 4 cây, ông là cây thứ tư đấy. À thế. Nguyên ông lấy 4 cây. Thế còn cây này thì sao? Cái đấy cũng 1 triệu. Cũng hai cây bằng nhau đúng không? Giá cái trong 12 triệu rồi. Cái trong 12. À. Đấy cái này 12. Rồi. Lấy 4 cây. Để vào trong xem có cây gì hay nữa. Nhưng mà vâng. Không chưa gì nhưng mà tương lai là 10 triệu, 10 tròn. Đẹp. 10 tròn. Thế còn cây này? Cây bán rồi. À bán rồi. Bán 15 à? À. 10 đồng này. Đấy, bán hàng. Tuy nhiên nó còn hơi non nhưng mà cốt cán nó thì điện chê các bác. Cái bệ này. Tay này thì nó còn non, thật sự là nó còn non. Đây tàn. Đấy, trần chiếc cực vực này. Hơi to nhưng mình muốn mình không chơi được. To quá, trở về quê. Đi xa xa tí để nhìn rõ cái cây này kìa các bác nhé. Đấy. Đấy. Đấy, bây giờ vào chi tiết cái bệ nha. To gò đấy, nhưng các bác to đấy, không phải đơn giản. Riêng một cái rễ này đã to hơn cái cổ tay của em, to hơn nhiều. Nó bằng cổ chân ấy, bằng cái ống đồng của chân ấy. Chân chiếc khá là bệt, rất là bệt. Đấy, chứ không gồ lên đâu, khá là bệt. Khá là bệt. Mặt cái này xem nào. Mặt nạ cũng có bệ các bác. Đấy, đây có nhá. Đây có. Đấy. Này cao tầm xem nào. Cũng cao tầm 70. Cao tầm 70. 70 phần. Đó. Cây chích hoành. Chích hoành. Cây cảnh còn non quá nhưng mà có nét. Có nét. Và lộc vừng nuôi thì cũng nhanh thôi, không có gì là lâu cả, vừng nuôi cũng nhanh thôi. Tay này bẻ bật xuống đây tí nữa. Và lá này thì sẽ rất là dễ có hoa, cái dòng lá này. Đó. Tán, tây hoành này. Này thì phải tật mạnh hơn nữa cơ, tật mạnh hơn nữa, đang hơi đuối. Nhưng mà nó non mà, nó lộc vừng nó rất là nhanh. Đấy, một cái lồng vừng cũng hay. Cũng hay thôi. Đấy. Hay đấy. Thế là cái cây cây này. Đấy, cây này đang hoa mua tốt quá nhỉ. Cây nó mua đáng là nó. À đây à. Cây cảnh mà Mai Hải Anh nè. Đây là số của chú đây đúng không? Đấy. Vườn này. Ngay chợ Vạn Phúc. Cây này thì bán rồi.
15 đồng. Gốc bệ hoa quả ra rất là nhiều. Dòng này, vườn này là dòng xiêm xiêm hoa. Những cái dòng nó rất là khó có hoa này. Đây, hoa này. Cuối mùa hoa rồi, vẫn có hoa. 15 đồng. Đẹp. Xem góc này có cây gì nữa. Bán rồi thôi, xem phía. Thế. Đây còn là vườn nữa nhưng mà con này thì chưa có gì. Lại cho cây mới lên luôn. À? Lại cho cây mới lên luôn. Con la hán này thì bao tiền cây ạ? Cây này. 8 triệu. 18 hay 8 ạ? 8 triệu. Bán đây bình dân. Vâng. Bán thì bán. Tiền nó rẻ cái chục triệu, cái chung cũng vẫn cái đẹp cái chục triệu. Mình Nam Định lên thì chúng nhỉ? Vâng, mình Nam Định lên đúng không ạ? Đúng rồi. Đất cây đây. Cây tùng la hán khá là hay này. Đây, có đôi chơi đẹp. Đó, chú tên là chú tên gì nhỉ chú nhỉ? Tên là Hải. Tên là Hải à? Đây. À, xem. Đây. Xem cái cây nào mini. Điền, toàn điền, toàn là điền. Đẹp rồi. Như con này thì bao tiền? Cái này cái 6 triệu cái một quế. Con này thì bao nhiêu chú? Điền cả nhỉ, cũng toàn điền nhỉ. Con này quái ghê nhỉ. Con này quái. Bao đồng, con này thì bao đồng? Con này 25 triệu. 25 triệu. Vậy tôi mua 15 triệu lúc sốt cách 6 7 năm. Vâng. À? 25 triệu. Còn bỏ cạp. 5 triệu. To lắm, con này to lắm. Nằm bò đây, toàn điền là điền. Lúc này toàn điền đó. Chắc quê Điền Xá, Điền Nam Trực à. Nam Điền này, Nam Điền, Nam Trực.
cái này tầm 12 triệu. Toàn điền là điền. Đấy, còn góc kia gớm. Đó, cỡ tầm 12 triệu thôi thôi. Nếu mà mê xanh nhưng mà cỡ trung trở lên ấy, cỡ, tức là kích thước cái kích cỡ thì ra đấy cũng được. Chứ không có cây nhỏ. Cây nhỏ có nhưng mà phải hàng chợ. Da rẻ rất thích. Bệ thì chưa được ưng lắm nhưng mà rất là cục kịch đấy. Đây, bên này có một vườn mới mở. Và ghê lắm. Dọc cái dãy này giờ toàn vườn mới mở. Chơi khá là sâu. Quỳnh trực. Tiếc là tay này hơi to quá. Nó bị hơi lệch mất cây một tí. Cảm giác cây này cũng như cây của bác Kiện hôm bán ở chợ. Đấy. Rồi, xin cảm ơn đã theo dõi nha.